cái Thủy ấy nó ngu thì nó mới dạ vâng bác cháu ấy bà. Bà đang khinh thường tôi khi tôi nói chuyện rồi bà bỏ đi đấy à? Bà cầm lấy mà đi dọn đi. Cậu làm cái trò gì đấy? Anh thật không ngờ em là con người như vậy. Này, anh nói chuyện với bố mẹ rồi đấy. Bố mẹ anh mong gặp em lắm đấy. Thế á? Không biết bố mẹ có thích em không nhỉ? Chắc chắn là thích rồi. Anh mà đã chọn ý, thì bố mẹ anh sẽ tôn trọng quyết định của anh. Mà bố mẹ anh cũng thoải mái nên là anh không phải lo đâu. Nhưng mà anh nhớ là phải nói tốt em trước mặt bố mẹ anh đi nhá. Anh suốt ngày nói với cả bố mẹ anh là em vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, còn tinh tế nữa. Mà mẹ anh có khi phát chán vì nghe anh khen về em rồi đấy. Thì em đúng là như thế mà. Em này, chỉ được cái tự sướng là giỏi thôi. Thì bây giờ có phải là nếu mà em không đẹp, không giỏi giang thì làm sao mà yêu được một người hoàn hảo như anh đúng không? Alo, con này, mấy tháng rồi mày mới gọi điện lại cho tao đấy hả? Mày mất xác ở đâu đấy? Sang nhà mày á? Ừ, cũng được. Thôi, để tí tao qua nhá. Bye. Bạn em gọi đấy à? Gớm. Đi Tây đi tàu mỗi có mấy hôm mà bây giờ lại bắt em sang đấy. Chắc là định khoe mẽ cái gì đây? Ở kìa, sao mẹ nói bạn em thế? Anh không biết là nó xấu lắm luôn ý. Bây giờ con đấy có đắp vàng lên ngựa vẫn xấu. Mà nắng nôi như thế này còn bắt em sang nhà nó làm gì không biết nữa. Thôi, hay là để anh gọi tài xế đưa em đi nhá. Chiếm đi taxi làm gì? Trời ơi, chỉ có mỗi anh yêu là hiểu em nhất thôi. Có gì tối về em gọi cho anh nhá. Bye. Bye. Cô tìm ai? Bạn cháu đấy bác ơi, bác mở cửa cho bạn cháu với ạ. Vậy à? Cô vào đi. Eo ơi, lâu lắm mới gặp đấy. Khiếp. Thấy điện thoại của bà là tôi hơi ngạc nhiên đấy nhá. Ừ, tôi sang thăm bố mẹ cũng hơn 2 tháng. Về cái là điện ngay cho bà đây mà. Thế có quà cho tôi không? Có chứ, làm sao mà quên được. Em ơi, yêu thế chứ lại. Không bỏ công tôi đi nắng nôi đến đây với bà đấy. Gớm, đi taxi mà cứ làm như là đi bộ không bằng. Thì bà biết tôi mà. Ngại đi ra nắng bỏ xừ ấy được. Mà kể cả có đi taxi thì da nó vẫn đen. Chăm cả tháng, có khi còn chả trắng lại ấy. Mà này nhá, chơi thân với nhau bao nhiêu lâu mà tin bà sắp cưới chồng, tôi là người biết cuối cùng là sao. Eo ui rồi, đã cưới xin cái gì đâu. Tôi còn chưa về ra mắt cơ mà. Thế á? Ừ, thì cuối tuần này anh ấy mới dẫn tôi về. Với cả anh ấy cũng mê mệt tôi. Thế là tôi nói gì ông cũng nghe thôi. Nên là cái chuyện về ra mắt ấy cũng chỉ là thủ tục thôi mà. Dù sao ấy, lấy xong thì tôi cũng chả ở chung với bố mẹ. Nên là cái việc có thích tôi hay không ấy, tôi cũng chả quan tâm. Kệ. Người yêu bà chịu á? Ừ, thì tất nhiên rồi. Thời đại nào mà còn sống chung mẹ chồng nữa. Với cả anh ấy cũng giàu. Nên là cái chuyện mua nhà ở riêng cũng là dễ thôi. Với cả tôi cũng nói hẳn rồi, tôi không phải là kiểu người của gia đình, cũng chả biết nội trợ gì. Nếu mà đồng ý thì cưới, không thì thôi. Thế ông ấy bảo sao? Thì ông ấy bảo là tùy tôi thôi. Với cả anh trai ông ấy ở đấy, nên là việc ở đấy cũng không quan trọng. Ở ấy không quan trọng mà. Chỉ cần mẹ chồng với cả con dâu vui vẻ là được. Với cả ấy, tôi xinh đẹp, khéo léo như thế này, không đồng ý cưới, đi kiếm con nào nhà quê ấy, nghe lời mà yêu. Biết làm sao được. Gớm, bà cũng ghê nó vừa vừa thôi. Khéo già nèo đứt dây đấy. Mà này, cũng không thèm ra mắt người yêu luôn à? Rồi, sẽ ra mắt. Nhưng mà người yêu tôi ấy, vừa đẹp trai, lại còn giỏi giang như thế. Lỡ mà sảnh ra, con giáp thứ 13 nó vào nó cướp mất thì làm sao? Nói thế không sợ bọn tôi ghét à? Chờ với nhau bao nhiêu lâu mà bà còn sợ bọn tôi giựt bồ đấy à? Bà biết tính tôi mà, tôi thẳng tính. Nên là cũng không có ý gì đâu, mấy bà đừng có giận tôi nhá. Thế ông ý thế nào? Nhà ở đâu? Bao nhiêu tuổi? À, thì anh ý làm giám đốc nội thất. Hơn bọn mình 4 tuổi.
mà gia đình cũng khá giả, giàu có phết. Nên là ấy, tôi muốn cái gì anh ấy cũng chiều tôi thôi. Chúc mừng bà nhá, được thế thì còn gì bằng. Tất nhiên rồi, tôi lại là hot girl, vừa xinh đẹp lại còn giỏi giang. Kén chồng chứ, ai mà chọn bừa được. Hai đứa ăn cam đi. Dạ, con cảm ơn bác nhá. Bác đi nghỉ đi, còn đâu lát con dọn. Có gì đâu mà phải nghỉ, bác làm đoán một cái là xong ấy mà. Cháu cứ ngồi nói chuyện với bạn đi. Con phiền bác quá. Phiền hà gì đâu, hai đứa nói chuyện nhá. Dạ. Này, ai đấy? Mà sao tôi chưa nhìn thấy bao giờ? Bác ý thỉnh thoảng dọn nhà giúp tôi ấy mà. Alo, tôi nghe. Khách sáo thế, cháu với cả bác. À, có rồi, ngày rồi. Bá trèo lên đầu lên cổ không nào? Không biết đâu. Ok, ok, giờ tôi qua ngay nha. Bà ơi, giờ tôi có việc đột xuất, phải đi một chút. Có gì lát về ăn sau nha. Này, gọi người ta sang đây xong rồi bắt để ngồi đợi thế à? Thông cảm cho tôi một tí nha. Đi nha. Có gì tôi đến rồi. Sau. Rồi, nể bà lắm ấy, tôi mới chờ đấy. Cảm ơn bà nhá. Thôi đi nhanh lên, người ta đợi. Tôi đi đây. Bye bye nha. Bye. Cứ nghĩ là mình xinh chắc, mặt xấu, dáng cũng xấu. Cái loại như này thì ai thèm lấy chứ. Cứ đợi khi mà tao lấy anh Trung về nhé. Có tiền rồi á, mày có sách dép cho tao thôi. Thủy nó quên điện thoại nhà. Này, bà làm cái gì ở đây mà cứ như cô hồn bất vượng thế? Thật thích cả mình. Mà chuyện của bà à? Ai cho bà xíu vậy hả? Bác chỉ hỏi như vậy thôi. Mà sao cháu lại nói năng với bác như thế? Này, tôi thích thì tôi nói, làm sao? Này, cháu ít tuổi mà nói năng như thế là hỗn đi nhá. Sao tôi phải ngoan ngoãn với bà? Bà nên nhớ ấy, bà chỉ là giúp việc ở đây. Bà giúp được tôi ngày nào mà tôi phải dạ vâng với bà. Mà việc của bà đấy là dọn dẹp, cuối tháng nhận lương, chấm hết. Đừng có mà xíu về chuyện người khác. Ai nói là tôi là giúp việc? Thế không phải là giúp việc à? Thế gọi là người ở mới đúng không? Tôi nói cho bà biết nhá, cái ngữ như bà ấy tôi gặp nhiều rồi. Cứ nghĩ mình làm vương làm tướng ở đây chắc. Cái Thủy ấy nó ngu thì nó mới dạ vâng bác cháu với bà. Chứ còn tôi á, không có đâu. Thôi thôi, tôi không nói chuyện với cô nữa. Chuyện chẳng có gì cả mà thái độ của cô như thế thì tốt nhất là tôi không nói chuyện với cô. Này, bà kia. Ai cho bà đi? Này, bà đang khinh thường tôi khi tôi nói chuyện rồi bà bỏ đi đấy à? Cô làm gì thế? Làm cái gì á? Cái loại làm thuê làm mướn như bà ấy, tôi đẩy bà như thế là còn nhẹ đấy. Này, cô chỉ đáng tuổi con tuổi cháu tôi mà cô làm như thế là không được đâu đấy. Thì em sao? Tôi nói cho bà biết nhá, đến bố mẹ tôi ở nhà ấy còn chưa dám làm trái ý với tôi á, thì bà lấy tư cách gì ra mà để giảng đạo lý với tôi? Tôi nói cho bà biết nhá, đừng có xía vào chuyện người khác. Tôi tha cho bà lần này đấy. Đánh ra. Bà biết chủ gọi bà không dạ vâng à, mà còn ngồi nấp hình nấp bóng ở đây nữa. Để tôi nói cho bà biết nhá, bà đừng có tưởng ô xin bây giờ kiếm khó mà bà thích làm mình làm mẩy gì mà được nhá. Tôi gọi cái Thủy xem nó đuổi việc bà nhá. Này, cô quá đáng quá rồi đấy. Tôi là bác của cái Thủy chứ không phải là ô xin. Cô mà cứ như thế này ấy, tôi phải gọi công an đấy. Cái gì? Bây giờ bà còn dám giở cái trò cháu bác ở đây á? Bà còn định gọi công an à? Bà nghĩ tôi sợ bà chắc? Bà đi vào đây cho tôi. Này, cô làm cái gì đấy? Bỏ tay ra. Ôi hay cái cô này, cô làm cái gì thế? Bà bán lên cho tôi. Kể cô làm cái trò thì tôi bỏ tay đi ra. Thu lại. Bà xử lý ngay cái đống này cho tôi. Bị tắc cống rồi. Tắc cống thì phải gọi thợ chứ. Tôi có phải là thợ đâu mà tôi làm được. Tôi không cần biết. Đấy là việc của bà.
Tôi không có nhiệm vụ phải làm việc này. Bà kia đứng lại cho tôi. Này, bà kia mày đứng lại cho tôi. Này, tôi nói cho bà biết nhá, thuê thợ ấy thì cũng được thôi, nhưng mà tôi thích bà Giòn. Sao lại quên điện thoại ở nhà được cơ chứ? Đang lúc vội thì chớ. Với cả ấy, cái loại như bà ấy, dọn mấy cái bãi kia cũng chả biết nhục nhã gì đâu nhỉ. Còn đây, tiền đây, bà cầm lấy mà đi dọn đi. Cậu làm cái trò gì đấy? Bác có sao không ạ? Bác có bị thương ở đâu không bác? Không sao cả. Thủy, sao hôm nay cậu lại về sớm thế? Tôi không về thì cậu còn định làm gì bác này nữa? Bà hiểu lầm rồi. Tôi chỉ bảo bác ý vào dọn hộ cái vệ sinh thôi mà. Với cả bác ý là người giúp việc nên là chuyện đấy cũng bình thường mà. Sao bà cứ phải làm quá lên thế? Mẹ ơi, Thủy ơi, nhà ai không cho để cửa như này? Trộn nó vào khoáng sạch hết đồ bây giờ. Mẹ ơi, bác ấy là bác ruột tôi đấy, không phải oxy cho cậu đâu. Hơn nữa, cậu nhờ bác ấy dọn hộ nhà vệ sinh mà cậu thái độ như vậy à? Cái gì? Bác ruột đó. Ôi kìa Mỹ, sao em lại ở đây? Anh tưởng bảo em đi thăm bạn cơ mà. Anh Trung, sao em lại ở đây? Mẹ làm sao vậy ạ? Mẹ không sao. Mẹ có đau lắm không? Con đưa mẹ đi cấp cứu nhá. Thôi, không cần đâu. Anh Trung, My là bạn gái của anh. Bạn gái của con? Hóa ra đây là chị dâu tương lai của tôi đấy à? Có chuyện gì vậy? Anh có biết cô ta làm gì mẹ anh không? Bạn gái anh, vợ tương lai của anh, tưởng mẹ anh là người giúp việc nên bắt bác ấy dọn nhà vệ sinh, lại còn ném tiền vào người bác ấy nữa. My, có thật như vậy không My? Em không biết gì thật mà. Em có lỗi với anh. Bác, tôi xin lỗi. Lỗi cho cháu. Tôi mà không về thì cậu có định làm gì bác ấy nữa? Anh tha lỗi cho em lần này đi. Anh thật không ngờ em là con người như vậy. My mà anh quen biết, ngoan hiền, hóa ra chỉ là cái mặt nạ của em. Bên trong em là một người vô đạo đức, vô nhân tình như vậy. Bác, cháu xin lỗi bác. Bác ơi, bỏ qua cháu một lần này được không ạ? Cậu thôi đi, đừng có đóng kịch ở đây nữa. Quen biết nhau bao lâu nay mà hôm nay tôi mới nhìn thấy bộ mặt thật của cậu. Tất cả mọi chuyện chỉ cần một lời xin lỗi là xong, thì đã không cần đến cảnh sát rồi. Mọi chuyện hôm nay anh có thể bỏ qua cho em, nhưng mà anh nghĩ mình nên chia tay đi. Anh Trung, chúng mình định cưới nhau ở cuối năm rồi cơ mà. Hôm trước anh còn cầu hôn em. Chúng ta không thể chia tay như thế được. Anh nói là anh rất yêu em, dù em có sai như thế nào. Thôi đi, anh không thể lấy một người thiếu tôn trọng mẹ anh như vậy được. Mẹ là người sinh thành, nuôi dưỡng anh biết bao nhiêu năm nay. Còn em thiếu tôn trọng mẹ anh. Nếu anh cố lấy em về làm vợ thì anh là một thằng bất hiếu. Em đi đi. Càng hét to anh càng thích. Tiền. Con khôi, con đừng đánh tôi. Không còn cái răng nào luôn. Nào, làm đi, làm nhanh đi. Mà phải ăn của bà á. Bắt đi, bắt đi. Em chào chị ạ. Cô Trang, cô động vào đồ trên bàn tôi đấy à? Em không động vào đồ của chị. Lúc này em lau bàn thì tiện em rửa mỗi cái cốc thôi ạ. Cái việc đấy không cần cô phải làm nhá. Cô có biết là cái cốc này rất là đắt tiền không? Cô mà làm hỏng hay là bị mất thì làm sao? Cô đền được không? Em có động vào đồ của chị đâu. Lúc này em chỉ rửa mỗi cái cốc thôi. Từ bây giờ nghiêm cấm động vào bất cứ một cái thứ gì ở trên bàn này biết chưa? Mất là cô phải chịu trách nhiệm đấy. Vâng, em xin lỗi, lần sau không động vào đồ của chị nữa. Thôi đi ra đi. Đồ bẩn. Động vào đồ người khác, cả tháng nữa không đền được đâu. Nó nó động cái đồ của mình, cả cái bàn tay bẩn thỉu đấy. Xuống cận ra gà. Đi rửa lại mới được.
xin lỗi. Tôi nhớ lúc nãy là tôi để cái chậu sát cạnh tường rồi mà. Sát cái gì mà sát? Làm xong thì phải dọn dẹp đi chứ. Để như này ai mà chịu được? Tôi... Trời ơi, đùi giày triệu bạc của tôi. Mau quỳ xuống lau nhanh lên. Tôi xin lỗi cô ạ. Xin lỗi gì? Quỳ xuống lau đi. Quỳ xuống mà lau cho nó sạch, cho nó khô đi nhá. Không tôi đuổi việc đấy. Quỳ. Cái bà già kia, bà làm cái quái gì trước cửa nhà tôi đấy hả? Cô là chủ của ngôi nhà này ạ? Tất nhiên rồi, nhìn đi, cả một cái nhà đẹp như thế này mà bà ngồi đù lù ở đây, ra cái hệ thống gì nữa hả? Phút. Tôi xin cô cho tôi ngồi nhờ một hôm thôi. Mọi lần là tôi bán ở bên kia đường, nhưng mà bên kia họ đang làm đường nên con gái tôi mới đưa đến đây. Không nói nhiều, mau cút đi, nhanh. Hôm nay là ngày quái gì mà đen thế nhở? Tôi xin cô hội. Người tôi mỏi nhức lắm, tôi mệt lắm. Nên cô cho tôi ngồi nhờ. Đến 6 giờ thôi là con tôi đi làm về, nó đón tôi rồi. Giải thích nhiều ấy hả? Bảo cút cơ mà. Đi ở đây. Nhìn bà ngồi đây mất thẩm mỹ lắm. Cút. Ôi, hay là tôi biếu cô một quả dưa, coi như là công cô cho tôi ngồi nhờ một hôm nhé. Cái 6 giờ là tôi đi ngay. Bà nhìn tôi như này mà phải ăn dưa của bà á? Tôi xin cô mà cô đừng bỏ đấy ạ. Tôi xin cô mà. Dưa này, này thì dưa. Tôi xin cô bỏ đấy ạ. Tôi xin cô mà. Bà cốt đi không hả? Xin này cô đừng phá dưa của tôi nữa, tôi sẽ đi. Đi đây, dọn đi. Thân lửa vừa nặng. Lần sau ấy, nhìn thấy tôi tránh cho xa vào, biến khỏi cô này biết chưa? Cô phá hỏng hết dưa của tôi rồi, tôi lấy gì mà ăn bây giờ? Đấy là việc của bà, đếch vào chuyện của tôi nhá. Nhưng mà cô phá hỏng hết dưa của tôi rồi, cô cũng phải đền cho tôi ít tiền chứ. Đền á? Bây giờ bắt đền á? Này, con này chưa báo công an là may nhá, còn bắt đền. Thôi, thôi tôi xin cô. Cả người chứ không mỗi dưa đâu. Nhanh lên. Ô. Sao này? Máy đèn tê không biết rồi ạ. Ôi trời, sập nguồn rồi. Ôi xe hỏng sao còn sập nguồn nữa. Ê, gái đẹp, đi đâu mà vào đây thế này? Anh ơi,
xe của em bị... Em đi vào đây đã không nắng, đứng ngoài đây nắng quá. Xe em tự dưng bị chết máy. Mà điện thoại em cũng bị hỏng. Anh cho em một điện thoại một chút được không ạ? Anh... Xe chết máy á? Vâng. Trời nắng thế này mà phải dắt xe ngoài đường, tội nghiệp em quá. À điện thoại của anh đây. Em muốn mượn gì anh cũng cho mượn. Em đẹp, em có quyền mà. Em cảm ơn ạ. Đợi anh một tí nhá. Trước khi mượn điện thoại ấy, cho anh làm phát nhá. Anh làm gì đấy? Bỏ tay ra! Cút ra! Mẹ! Kiều! Em... Kiều đi! Cút ra! Đứng yên ở đây. Buông ra! Cho anh làm cái. Kiều! Kiều! Càng hét to anh càng thích. Ở đây hoang vắng không người đâu em ạ. Anh thích tiền đúng không? Em có rất là nhiều tiền, em sẽ cho anh tiền. Anh không cần tiền, anh chỉ cần tình thôi. Bỏ ra! Cho anh làm phát nhá. Con danh con này. Đừng có láo nhá. Ngoan thì tao tha cho. Đứng yên. Cấm kêu gào. Chúng mày làm gì đấy ạ? Việc của chúng mày à? Sàm sỡ con gái nhà lành ấy. Đáng tội chết đi, nghe chưa? Cầm mồm! Bà có tin tôi đập cho bà trận không? Tao thách mày đấy! Mày giỏi mi rộng với tao đi! Đừng này, có thách! Động đi! Mày đừng có thách! Mày động đi! Để xem tao quật cho mày không còn cái răng nào luôn! Đừng có thách tao! Tao thách mày đấy! Để tao gọi công an lên chiến luôn nhá! Nào! Làm đi! Làm nhanh đi! Mày nhớ mặt tao đấy! Thằng danh con! Cô ơi! Cô có sao không ạ? Chị thương à? Cái cô này là cái cô mà đá bếp dưa của mẹ đây mà. Chị ấy cũng là thư ký của tổng giám đốc công ty con mẹ. À, ra là thế. Cháu xin lỗi. Thôi được rồi, không sao. Để tôi dìu cô kia ngồi. Cô không sao chứ? Cháu xin lỗi. Cháu đối xử với ba không ra gì, nhưng mà ba vẫn giúp đỡ cháu. Thôi, chuyện đã qua rồi, thì cứ để nó qua đi. Tôi cũng không trách gì đâu. Này, cô uống nước đi cho đỡ mệt. Tôi... À, tôi quên mất là cô không thích dùng đồ lạ. Không phải như thế. Mà tại vì tôi thấy bản thân mình có lỗi quá. Cô nói cái gì đấy? Mọi chuyện dù sao cũng qua rồi mà. Không, hai người tốt với tôi như thế mà tôi đối xử với ai cũng không ra gì. Đây là mẹ của tôi. Hôm đấy bà cũng kể cho tôi nghe về vụ phá dưa hấu rồi. Nói thật là tôi cũng giận kẻ đấy lắm. Lúc đầu tôi nghĩ đấy là một kẻ không có nhân tính, cho nên là mới làm ra những việc như vậy. Xin lỗi. Nhưng mà dù sao thì mọi chuyện cũng qua rồi. Tôi cũng không để bụng nữa. Bây giờ thì tôi cũng chọn cho mẹ tôi được chỗ bán hàng và ngày nào cũng bán hết. Thế nên tôi nghĩ là ông trời không triệt được sống của ai bao giờ đâu. Cô tốt với tôi như thế, quan tâm chăm sóc đến đời sống của tôi. Thế mà tôi toàn trách móc cô, không được lời cảm ơn. Đấy là trách nhiệm của tôi mà. Tôi mang hơn hai người nhiều quá. Ân tình này tôi sẽ ghi nhớ cả đời. Có ngày tôi sẽ báo đáp lại hai người. Ơn nghĩa cái gì chứ? Làm được việc tốt là hai mẹ con tôi vui rồi. Cô không phải nghĩ ngợi nhiều đâu. Đúng đấy, cô cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa. Chỉ cần cô thay đổi, sống biết nghĩ vì người khác hơn, thì cô sẽ thấy cuộc sống tươi đẹp hơn mà. Cháu xin lỗi bà. Xin lỗi hai người. Từ nay cháu hứa sẽ thay đổi, sẽ không tin tưởng người khác nữa. Mẹ thấy vợ chồng con đi kiếm tiền dễ lắm phải không? Như thế có xứng đáng là mẹ không hả mẹ? Tôi bảo bà ăn, chứ có bảo bà ăn phân đâu mà bà phải khóc. Thế, tôi tiếp. Không ấy, cút. Cô đừng tưởng, một tay cô che được cả trời. Mẹ ơi, con về rồi này. Chào bác ạ. Chào cháu. Mẹ ơi, đây là My, người yêu của con. Hôm trước con vừa mới kể cho mẹ đấy. Ngồi đi cháu. Ngồi đi em. Này, trời nắng nóng như thế, sao không để đến tối thì hắn đưa cái My về. À,
không sao đâu ạ. Dù sao đi ô tô cũng không nắng mấy. À bác ơi, cháu có một ít quà biếu bác ạ. Ôi, đến chơi với bác là bác vui rồi, còn phải cắt làm gì cho nó tốn kém ra. Không sao ạ, đây là một ít thuốc bổ cháu mang đến cho bác bổ sức khỏe ạ. Cháu tâm lý quá, bác cảm ơn nhá. Cả nhà mình vào ăn cơm thôi, bác chuẩn bị sẵn sàng cả rồi. Bác nấu món gì thế ạ? Lúc ấy đi từ ngoài hành lang cháu đã ngửi thấy mùi thơm rồi. Bác cũng chỉ biết nấu mấy món thôi mà, không biết là có hợp khẩu vị của cháu không. Cháu cũng dễ ăn lắm, đây là cái gì cháu mang được. Mà anh Trung anh bảo bác là nấu ăn ngon lắm, còn hơn ở ngoài hàng ấy. Bác ở nhà quê, bác có nấu nướng gì đâu, vài món cơ bản thôi mà. Cháu vào ăn thử đi, thích là tốt rồi. Mà bác ơi, cháu vụng lắm, mai sau ở gì không biết bác chỉ bảo cháu nhá. Bác thì ở dưới quê cũng chỉ biết nấu có mấy món đơn giản thôi mà. Không sao ạ, đơn giản nhưng mà ngon thì cháu vẫn muốn học. Thôi được rồi, cả nhà vào ăn thôi, đi. Dạ. Trời ơi mẹ ơi, giờ này mà mẹ còn ngủ này, mẹ không dậy nấu ăn sáng cho vợ chồng con đi làm à? Hôm nay mẹ mệt, hai vợ chồng đi ra ngoài ăn tạm vậy nhá. Rồi, ốm mẹ cũng không nói, nên bây giờ con hỏi thì mẹ mới nói. Có mỗi việc ở nhà nấu cơm thôi mà cũng không làm được nữa. Bây giờ đi ra ăn sáng tốn tiền, mà tiền sinh hoạt của con lúc nào cũng đưa cho mẹ đầy đủ. Hay thật đấy. Mẹ sao đây em? Sao bây giờ vẫn chưa có đồ ăn sáng? Thôi, mình tự đi ăn đi anh. Mẹ bảo hôm nay mẹ không muốn nấu, mình tự lo. Sao lạ đấy nhở? Bình thường mẹ là thế đâu. Hay là mẹ bị ốm đấy? Làm gì có anh. Mẹ bảo mẹ không muốn nấu. Mà thôi, đi nhanh anh đi, không muộn bây giờ. Ừ, hôm nào con đưa thằng Cubin sang đây chơi nhá. Mẹ mua cho nó ít đồ mà vẫn chưa mang sang cho nó được. Ừ, thôi nhá, chào con. Mẹ nói chuyện với ai đấy? À, cái Hằng ấy mà. Hằng? Anh Trung với cả cô ta chia tay lâu rồi. Sao bây giờ mẹ vẫn con với cả mẹ ngọt xớt như thế? Hai đứa chúng nó không có tình cảm với nhau, nó ly hôn. Nhưng mà còn thằng Cubin nữa con ạ. Mẹ thôi đi. Thế mẹ có còn coi con là cái gì không? Mẹ còn nghĩ đến cảm nhận của con không? Con vừa mới về làm dâu mà mẹ cứ thâm thụt với cả con dâu cũ như thế. Nếu mà mẹ thích con dâu cũ ấy, thì mẹ gọi cô ta về mà ở cùng, chứ đừng có mà lén lút sau lưng con như thế. Sao con lại nói thế? Mẹ có làm cái gì quá đáng đâu. Mà sao con lại nhạy cảm thế nhỉ? Thôi, mẹ đừng có vòng vo đi. Mấy cái chuyện tình cũ không rủ mà đến ấy, con biết thừa rồi. Mà tác nhân ấy là toàn do mấy bà mẹ chồng lắm lời đấy. Mẹ đừng có mà để con nói nhiều. Mà tiền ở đâu ra mà mẹ có tiền mua quà cho thằng Bin đấy? Hay là tiền ăn sáng con đưa cho mẹ, rồi mẹ trích ra làm quỹ đen để mua quà cho cháu? Bảo sao suốt ngày kêu mệt rồi bảo đi ra ngoài ăn sáng. Mẹ cũng ghê nhỉ. Đúng là nuôi ong tay áo nuôi cáo trong nhà mà. Đâu có. Tiền thằng Trung nó đưa cho mẹ, mẹ không tiêu hết thì mẹ mua ít đồ cho thằng Cubin. Còn cái chuyện cái Hằng ấy, nếu con không thích thì từ nay trở đi mẹ sẽ không gọi nữa. Mẹ con nhà mẹ cũng giỏi nhỉ. Giấm dúi tiền cho nhau. Không biết lúc con không ở nhà còn định làm cái trò gì nữa. Mà bây giờ mấy giờ rồi mà mẹ còn không ra nấu cơm? Có mỗi việc ở nhà nấu cơm thôi mà cũng phải để nhắc như thế là sao? Mẹ nấu xong rồi, chỉ đợi hai đứa về là ăn thôi. Để mẹ đi dọn bàn. Biết tôi còn phải chịu cái cảnh này bao giờ nữa. Chuyện gì thế con? Mẹ thấy vợ chồng con đi kiếm tiền dễ lắm phải không? Có chuyện gì vậy? Con hỏi là mẹ thấy vợ chồng con đi làm kiếm tiền dễ lắm phải không? Đưa tiền cho mẹ để mẹ tiêu hoang phí. Bây giờ bà mua bao nhiêu đồ ăn như này để thiêu như này à? Hôm qua mẹ nấu cơm xong rồi thì các con mới gọi điện về bảo là không ăn cơm nhà.
nên là đồ ăn nó mới thừa. Mẹ cũng để đây, để tí nữa mẹ dọn cả thể mà. Thôi mẹ đừng có lý do để chấu nữa đi. Thế bao nhiêu đồ ăn như này, sao mẹ không để vào tủ rồi cất vào tủ lạnh? Thế giờ để như này nó hỏng ra. Nhưng mà cái gì còn để được tủ lạnh, chứ rau luộc với trứng thì để làm sao được hả con? Đúng nhà con, nhà lính tính nhà quan mà. Đã không kiếm được ra đồng tiền lại còn hoang phí. Thế rau với cả trứng không phải là tiền à? Mẹ có biết là bao nhiêu người ngoài kia không có cơm để mà ăn không? Mẹ đã không làm được ra tiền rồi ấy, thì mẹ đừng có hoang phí. Mà tháng nào tiền sinh hoạt vợ chồng con đưa cho mẹ đều. Bây giờ mẹ dùng nhiều quá, vung tay quá chán nên mẹ quen rồi. Mẹ ạ, mẹ đã không thương con thì thôi, mẹ cũng phải nghĩ cho con trai mẹ chứ. Như thế có xứng đáng là mẹ không hả mẹ? Mẹ xin lỗi. Mẹ cũng biết, lần sau mẹ sẽ rút kinh nghiệm. Chả có lần sau lần tiếp gì cả. Hôm nay không phải ăn cơm, mẹ ăn hết cái đống này đi. Con mẹ ăn đi, để sau mà nhớ, không hoang phí nữa. Thức ăn để từ hôm qua, không vào cho vào tủ lạnh, làm sao mà mẹ ăn được. Mẹ ăn đi, không chết được đâu. Này, bà khóc lóc ăn vạ cái gì đấy? Tôi bảo bà ăn đi cơ mà. Bà đang muốn làm tôi tức chết lên phải không? Tôi bảo bà ăn, chứ có bảo bà ăn phân đâu mà bà phải khóc. Nếu mà bà không muốn sống ấy thì chết đi, cho nó tốn cơm tốn gạo. Chứ sống dai làm cái gì, để con cháu nó ghét ra. Mà bà cũng nên nhớ, vợ chồng tôi đưa bà lên đây thì bà cũng phải biết thân biết phận. Chứ ở quê ấy, ai cho bà ăn? Sướng không biết đường sướng. Mà bà già rồi, ăn ngon làm cái gì, cũng phí đồ ăn ra. Bà nghĩ con trai bà kiếm được nhiều tiền lắm à? Không có nhà tôi hỗ trợ ấy, thì có khướt đi mà ở được cái Hà Nội này. Bà ăn đi, ăn không chết được đâu. Đến cái giờ này không biết nữa. Bà ra mở cửa đi. Mẹ. Quyền đây à con? Con nhớ mẹ quá. Mẹ ăn cơm chưa ạ? Mẹ đang ăn, con vào đi. Vâng. Mẹ ngồi đi mẹ. Chị dâu. Hôm nay anh Trung đi đâu? Sao lại có hai người ăn thế ạ? Anh Trung bận đi tiếp khách. Mà cô đến đây có việc gì không? Hôm nay em được nghỉ, lại nhớ mẹ quá nên em sang chơi với mẹ. Ôi, trứng rán này, đúng món em thích. Sao trứng lại hỏng thế này? Mẹ! Mẹ! Sao mẹ lại ăn đồ ôi thiêu như thế này? Ôi thiêu rồi đâu? Mẹ vẫn ăn được mà. Ok! Mẹ! Mẹ làm sao đấy? Ôi thiêu như thế rồi mà vẫn cố ăn. Bao nhiêu thức ăn ngon như thế này cơ mà. Chị Minh, tại sao những thức ăn hỏng này lại ở phía mẹ tôi ngồi? Chị bắt mẹ ăn đồ hỏng, còn chị thì ăn đồ mới đúng không? Cô đừng có mà nói hàm hồ. Mẹ thích thì mẹ ăn, sao mà ép được? Không có chuyện đó đâu con ạ. Mẹ thích bình thường mà. Chẳng có ai là thích ăn mấy đồ ôi thiêu cả. Chắc chắn là chị phải nói gì đó nên mẹ mới phải ăn. Này, cô đừng có mà ngậm máu phun người nhá. Cô thấy tôi nhét thức ăn vào mồm mẹ khi nào mà nói? Mẹ thích thì mẹ ăn thôi, làm sao mà ép được. Với cả mẹ thấy đồ ăn ôi thiêu, mẹ tiếc thì mẹ ăn. Này, chị là con dâu cái kiểu gì đấy? Một mình ngồi ăn mâm cơm đều huề, trong khi đấy để mẹ chồng ăn hai món hỏng.
chị có còn là con người không? Này, thì tôi nói cho cô biết nhá, cô ấy chỉ là em chồng thôi. Cô không có quyền gì mà đến nhà tôi hạch sách cả. Tử tế, tối tiếp. Không ấy, cút! Chị lộng hành đến mức này cơ à? Không có anh tôi ở nhà, cô muốn làm gì mẹ tôi cũng được à? Đúng là uổng công cho mẹ tôi đối xử tốt với chị. Thôi thôi, không có chuyện gì đâu, hai đứa đừng có to tiếng với nhau nữa. Nói cho cô biết này, mẹ cô ấy tiêu tiền như phá mã, hoang phí. Đồ ăn ấy thì lúc nào nấu thừa bữa ra. Mà mẹ cô cũng già rồi, sống được bao lâu đâu. Nên là ăn mấy cái đồ này, lo gì sức khỏe. Cô, tôi sẽ nói cho anh tôi biết chuyện này. Cô đừng tưởng một tay cô che được cả trời. Tôi thách cô đấy, để xem anh cô sẽ tin tôi hay là tin cô. Người đầu óc tay gối với anh ấy, gia đình là giàu có còn giúp anh ấy, hay là anh ấy sẽ tin cô? Đứa chưa ra trường, tất cả bà mẹ lẩm cẩm như thế kia. Cô nên nhớ, anh cô vừa bỏ vợ một lần, gặp được tôi khác gì là chuột sai chính cạo. Có ngu ấy thì mới bỏ tôi đấy. Tôi chấp nhận tôi thì ngu đấy. Anh, tôi không ngờ cô lại là con người khốn nạn như thế đấy. Trước mặt tôi cô một dạ hai vâng, còn sau lưng tôi thì cô đối xử với mẹ tôi như thế à? Em, cô làm sao? Hôm nay cô to mồm lắm cơ mà, sao bây giờ cô ăn uống hết? Cô bảo ăn đồ ăn này không ảnh hưởng sức khỏe. Thì cô ăn đi, cô ăn hết cho tôi xem. Thôi kìa con ơi, mẹ xin con đấy. Mẹ, sao mẹ phải bênh vực của cô ta nhở? Cô ta đối xử với mẹ như vậy bao lâu rồi, sao mẹ không nói cho con? Là do con bất hiếu, nhưng không thể để mẹ sống lại quỷ đôi đốt người như này được. Anh định bỏ tôi á? Anh nên nhớ, bố mẹ tôi đang hỗ trợ cho anh làm ăn đấy. Anh cứ thử bỏ tôi xem. Để tôi nói cho cô biết, tôi có thể không có tiền, nhưng mà tôi không thể sống thiếu mẹ tôi được. Và tôi không thể để cho mẹ tôi sống lại con dâm tôi được. Anh, cô định nói tôi ngu á? Tôi thà làm một thằng ngu, tôi không làm một thằng bất hiếu đâu. Được lắm. Con ơi, mẹ không sao đâu. Con đừng ly dị con ơi. Mẹ, sao mẹ phải thích cái loại con dâu như thế này? Nhưng mà con đã ly hôn một lần rồi, mẹ không muốn con mang tiếng là mấy đời vợ, lại còn chuyện làm ăn của con nữa. Thôi được rồi, mẹ sẽ về quê. Mẹ không ở đây nữa là được mà con. Mẹ, con không thể nhắm mắt làm ngơ được. Con không thể làm một thằng bất hiếu núp váy vợ con mà để cho cô ta đối xử mẹ như vậy. Anh nhớ đấy. Con xin lỗi.